Xin kính chào toàn thể quý cô bác, anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh A Huân TV. Sau một thời gian khá là dài thì đến ngày hôm nay, nhà anh Dũng Na thì vật liệu đã về. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh em thợ đã lắp được mấy cái cánh cửa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua xem một chút. Cũng có rất là nhiều quý cô bác anh chị và các bạn rất là quan tâm đến phần hoàn thiện của ngôi nhà anh Dũng Na và của cả em Mí Vá nữa. Do vậy là đến thời điểm hôm nay là nhà của Mí Vá đã hoàn thiện xong gần 100% rồi. Đấy, về phần lợp mái thì xong xuôi, chỉ còn phần sơn nữa. Và nhà của anh Dũng Na là đến bây giờ là đã hoàn thiện được, lắp được tất cả các cửa rồi. Đấy, còn phần mái nữa thì anh em sẽ tập trung ở lại đây và tiến hành cắt để hai cái chữ A. Đấy. Còn này, nhà của anh Dũng Na thì chỉ lợp được tôn bình thường thôi. Đấy. Không phải là tôn xốp. Vật liệu thì sáng hôm qua đã lên được đến đây rồi cơ, nhưng mà bọn em cũng không cập nhật được về cái quá trình chuyển vật liệu xuống đây. Đấy. Nói chung là cũng không nhiều lắm. Chỉ cần ngày mai nữa thôi là nhà của anh Dũng Na cũng được hoàn thiện. Chúng ta cùng vào trong một chút. Đây là cửa nhà bếp của anh Dũng Na này. Còn một số phần vẫn chưa xong. Cửa thì hồi nãy có một anh thợ thôi, anh ấy xuống lắp, do vậy là không kịp được, nên là có những cái còn chưa lắp được. Bị rơi đấy anh ạ. Khéo khéo vào mới được. Mày này ăn sáng ác nha. Sáng vừa mới đổ chục lít, giờ lại mấy lít nữa. Chết tiền thật. Điện thì không có, không lên được. Điện yếu. Cái này thì khỏe thật, nhưng mà lại mất thêm một khoản là đổ xăng. Lai cái này lên nặng. Con nhỏ nhỏ chỉ cần bằng 1/2 cái này thôi nhỉ. Hàn được là được rồi. Ra ngoài lắp vào. Úi. Cảm giác như mái phía sau nó dài hơn mái phía trước hay sao anh nhỉ? Dài mấy phân à? À. Thì nó cũng dài gần na ná nhau. Kiểu gì mái phía trước mình chẳng cho dài hơn nữa đúng không? Thank you.
nước 1 mét đi. Không có rồi ạ. Cái kia đứng là 1 mét. Thank you.
Đẹp chưa anh? Hả? Đẹp chưa? Mai sáng mai anh qua đây anh đưa tôn nhá. Ngày mai là được bán tôn đấy. Bán chắc là ngày xong, đến trưa may ra xong đấy. Phát chất là mai xong. Này có cả khóa luôn này. Đấy. Đây là chìa của anh nhá. Đây là chìa của vợ anh. Đây là chìa của con trai. Con trai. Đấy. Phân chia đầy đủ, mỗi người một chìa. Hai đứa con một chìa. Hai đứa con một chìa. Hai vợ chồng mỗi người một chìa. Nếu mà cần thiết mỗi người một chìa thì lại đi đánh thêm. Đánh được mà. Nói chung là dùng cái cửa này thì nó chắc. Nhìn nó cũng đẹp hơn nhỉ. Bởi vì cửa của nhà anh rộng mà. Thì hôm nay cái này vào cửa bé cửa to đều được. Quan trọng là nó xếp. Cái nào anh? Đang bàn này làm nào cho đẹp đúng không? Làm nào cho đẹp, làm nào cho chắc. Thợ làm thì yên tâm rồi anh ạ. Nói chung là thợ làm thì yên tâm rồi. Đấy, còn cái chữ A, hai cái chữ A anh có thích để ở đâu? Đấy. Anh Dung Na, hai cái chữ A anh thích để ở đâu? Chữ A một chữ để thoại. Thích để ở đây gì? Không thích để ở trên cửa đúng không? Cửa nó... Nếu mà nó chia đôi ra thì nó khoảng rơi vào tầm chỗ này đấy. Tầm chỗ này này. Đấy. Nếu mà anh không thích thì mai để ở đây anh được. Nói chung là tôn này thì nhẹ thì không sao đâu mà. Nhẹ không sao gì. Rồi, để mai em bảo các anh thợ anh để ở chỗ này cho. Tùy anh. Mong muốn. Thank you.
bên kia có âu nước này. Nước này có bát, có cái âu kia luôn mà. Xin 5 phút quảng cáo. Cất đồ xong về đâu anh? Hôm nào đăng ký làm ở giấy đăng ký về em quảng cáo cho. Nếu như bạn thiếu thốn về kinh tế nhưng mà vẫn muốn làm cửa anh liên hệ đến anh đi. Cho nợ đến cuối năm mà. Ôi rồi, cuối cùng cái tai anh được nghỉ một chút. Thôi bây giờ anh em dọn đồ xong về thôi. Giờ cũng 6 giờ 3 mấy rồi đấy. Bây giờ anh em mình mà về đến nhà là hơn 7 giờ đấy. 6 giờ 3 mấy, 34 rồi. Ủa nhanh thế? Không, nhưng mà từ cái đoạn này xuống dưới nữa. Cắt cua thôi, anh bay luôn đi. Anh bay qua đây luôn, vẫn được mà.
tắt được mấy km liền. À, bạn này thì bạn ấy về cùng em mà. À. À. Có anh này, có anh chủ nhà anh che cho. Anh che em cái đống sắt này vào mới nhá. Anh dọn mấy cái này nữa không, đêm mà không thấy đâu ấy, mai lại đi thiếu khổ mình nha anh ạ. Nói chung là để chỗ nào mà an toàn là được, không phải để nguyên đống này anh đấy, khiêng hết trong nhà không thiếu. Khiêng tất tần tần đây à? Để đây không? Cần cửa đâu? Cửa nhưng mà cho trong nhà nó cất đỡ lên. Bây giờ cũng là rất là muộn rồi, khoảng 6 giờ 38 phút rồi. Thì anh em tiến hành dọn đồ và cất đồ đạc để sáng mai anh em tiếp tục. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác, anh chị và các bạn ở trong những tập tiếp theo trên kênh Huân Trường TV.